Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và trận đấu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2018 môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Thưa quý vị, cả hai đội tuyển này cũng đã để thua trận bán kết và tuy nhiên thì cả hai đã thể hiện những bộ mặt tương đối là khác nhau. Về phía U23 Việt Nam, chúng ta đã để thua 1-3 trước đội tuyển U23 Hàn Quốc ở trận bán kết. Và đó là một trận đấu và để thua, nhưng U23 Việt Nam của chúng ta cũng đã để lại những nỗ lực rất đáng ghi nhận, thi đấu với một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn và để thua với tỷ số 0-3, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu hết sức kiên cường và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một bàn thắng danh dự, và đó là một siêu phẩm của Minh Vương. Trong khi đó thì U23 UAE càng thi đấu họ càng bộc lộ rõ rất là nhiều sơ hở. Tại vòng bảng thì họ nằm ở bảng đấu tử thần khi đụng độ với Trung Quốc và Syria, và phải nhờ tới may mắn thì UAE mới có được tấm vé đi tiếp nhờ xếp trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhờ chiến thắng Timor-Leste. Ở hai lượt trận đấu tại vòng 16 đội và vòng tứ kết thì UAE cũng chỉ vượt qua Indo và Triều Tiên trên chấm đá phạt 11m may rủi. Và chính hai trận đấu kéo dài 120 phút đó đã khiến UAE hầu như chỉ biết co cụm chống đỡ trong trận bán kết với Nhật Bản, và kết cục là họ đã để thua 0-1 trong một thế trận mà họ đã chỉ biết chống đỡ mà thôi. Về mặt lực lượng ở trận đấu sắp tới thì U23 Việt Nam chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của Văn Hậu, cầu thủ đã không thể góp mặt ở trận bán kết do nhận đủ 2 thẻ vàng. Và bên cạnh đó thì rất nhiều khả năng rằng Văn Toàn, cầu thủ đã ngồi ngoài trận bán kết vừa qua với một cái nền tảng thể lực sung mãn, sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp với anh Đức, và phía sau lưng là Văn Đức, Đức Huy cùng Quang Hải. Thưa quý vị, về lịch sử đối đầu ở cấp độ U23 thì U23 Việt Nam của chúng ta đã để thua cả hai trận, đó là trận thua 3-2 vào năm 2016 và trận thua 1-3 vào năm 2014. Và trận thắng duy nhất của chúng ta trong lịch sử trước UAE đó là trận đấu vào năm 2007. Đó là vòng chung kết Asian Cup được tổ chức trên sân Mỹ Đình, và thời điểm ấy thì đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alfred Riedel đã gây chấn động khi đánh bại UAE của huấn luyện viên nổi tiếng người Pháp Bruno Messi, người từng đưa Senegal vào tứ kết World Cup 2002 với tỷ số 2-0 ngay trong trận khai mạc bằng các bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh. Và sau đó thì chúng ta chưa từng một lần vượt qua đối phương dù đã nhiều lần gặp gỡ ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, U23 Việt Nam hiện nay đang là những người viết nên các trang sử mới cho bóng đá Việt, và nếu nhìn vào phong độ hiện tại, một chiến thắng để giành vị trí thứ 3 tại ASEAN năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù rằng đây được dự báo là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng ta vẫn còn đó cái duyên với các đối thủ đến từ Tây Á. Vấn đề lúc này với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ chỉ là vượt qua tâm lý thua cuộc để hướng tới việc giành tấm huy chương đồng ở ASEAN 2018. Và dự đoán của tôi cũng như là của báo Thể thao Văn hóa rằng trận đấu này U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 UAE với tỷ số 1-0. Quý vị và các bạn vừa theo dõi dự đoán cùng Thể thao Văn hóa trận đấu tranh huy chương đồng tại ASEAN 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. We'll be right back.